Hello, xin chào cả nhà. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay thì Xuân Dũng quay trở về tại Ba Tri Bến Tre. Ở nơi đây có một hoàn cảnh, đó là anh Tân bị đi làm thợ hồ và anh đã bị u não cách đây 4 năm về trước. Và sau đó thì vợ con anh đã chạy chữa kiếm tiền, nhưng mà cũng không đủ tiền để cho anh mổ. Và bây giờ thì bệnh của anh ngày càng nặng thêm khi anh nằm một chỗ. Hôm nay thì câu chuyện đó Xuân Dũng đã đưa lên cách đây mấy ngày và đã được sự quan tâm theo dõi của cộng đồng mạng, của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Và ngày hôm nay thì Xuân Dũng ghé lên đây đi cùng với một số anh chị ở thành phố Bến Tre. Và anh Toàn, chị Khoa ở thành phố Bến Tre có gửi cho gia đình anh chị một bao gạo 10 kg. Rồi, em chào chị. Đây. Chị. Em mấy ngày này sao chị? Cũng y xì vậy á. Như vậy hả? Dạ. Hồi nãy ăn không được, em mới cho uống sữa mà nóng quá, lấy cái niệm, cái miếng niệm ra cho nằm dưới gạch. Lấy cái niệm ra nằm dưới gạch. Dạ. Yeah. Mới em làm mới xong, làm sao cho con bé này. Cái chú này lạ. Anh giờ mắt còn thấy đường không? Dạ thấy, mà mờ mờ, không có thấy rõ như hồi đó. Thấy mờ mờ, dạ. Yeah. Khu... Thấy mờ lắm, không có thấy rõ. Anh Tân ơi. Kêu không? Thưa cả nhà, anh Tân thì bị khối u não và hiện tại bây giờ vậy đó, gia đình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Đó là mổ 50-50 chứ. Mổ là cũng 50-50 à. Dạ, mổ 50-50. Cô chú ở xa không ạ? Ở Bến Tre. Có cái chú này thì ở Tiền Giang. Dạ. Nói. Em kêu mua giờ lành về uống hả? Mấy cô chú ở được rồi. Thưa nhà, thưa quý vị, vậy thì cách đây mấy hôm thì như Dũng đã nói đưa câu chuyện của anh Tân bị bài não, anh Tân bị u não. Dạ. Lên và hiện tại bây giờ bệnh tình của anh như vậy, gia đình cũng gặp khó khăn. Bản thân chị thì bây giờ ở nhà chị chăm chồng mà không có một cái sự, có một cái công sự thu nhập nào hết, không có một công việc nào hết ngoài cái sự giúp đỡ yêu thương của tất cả những người mình thường quân. Thì hôm nay thì sau khi sự đưa lên, hôm nay Dũng ghé về ngay tại Ba Tri để trao số tiền ủng hộ, thứ nhất là của cô ba ở Gò Công, cô ba của Xuân Dũng ở Gò Công, hỗ trợ cho gia đình mình 1 triệu. Cảm ơn cô ba, chúc cô có nhiều sức khỏe. Rồi ngoài ra còn có một mạnh thường quân xin được dấu tên ở Canada gửi về cho gia đình mình là 2.4 triệu. Cảm ơn cô. Chúc cô có nhiều may mắn. 2.4 triệu rồi. Em cũng xin cảm ơn Dũng và các cô chú gần xa giúp đỡ cho gia đình em. Cảm ơn. Chúc cho mọi người có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Anh Toàn lấy bao gạo tới luôn. Rồi. Ngoài ra anh Toàn. Bao gạo này anh Toàn với chị Khoa ở Bến Tre đại diện đến tặng. Đây là một cái món quà của một người cháu ở bên Mỹ.
Rồi bây giờ vô chị vô hỏi nói chuyện với ảnh coi ảnh cảm giác là khi được Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình thêm thì ảnh đã sao? Thôi thì em cũng biết anh mệt cho nên cũng không làm phiền anh nhiều. Dạ. Dạ. Tê nửa đầu luôn hả? Tê nửa cái đầu mà miệng ăn không được. Nè. Em cho ăn được con xíu cơm. Rồi mới dọn cho làm uống nóng quá. Có nhà nó tê lên nó mệt. Dạ. Nó giật nó mệt. Dạ. Thưa cả nhà, bây giờ anh cảm thấy rất là nóng cho nên là phải nằm ở dưới nền nhà luôn. Chiến bấm quạt cho nó quay á, quay nó mới thoáng mát hơn. Chứ đừng chịu quay mà quay đi lâu quá không chịu nóng chịu không nổi. Dạ. Dạ. Phải bấm một chỗ. Xe to này nóng dữ lắm. Dạ. Thôi anh Tân cố gắng ăn uống với thuốc men đầy đủ nha. Dạ. Dạ. Rồi chứ bây giờ em với mọi người xin phép được về đây anh Tân ơi. Dạ. Dạ dạ. Rồi. Em chào chị luôn ha. Dạ. Yeah. Cảm ơn anh Dũng nhiều nha. Dạ, chúc anh khỏe mạnh nha. Dạ, rồi em có gì cả. Rồi. Dạ. Hello, xin chào cả nhà, chào toàn thể quý vị. Trước mặt quý vị đây đó là cô Trần Thị Hoa Dân, cô ở tại khu phố 5, thị trấn Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ngày hôm nay là một ngày rất là vui, một ngày rất là trọng đại với cô, vì ngày hôm nay là cái ngày mà lễ bàn giao nhà tình thương với sự hỗ trợ chung tay giúp đỡ của chùa Pháp Dân ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa đã hỗ trợ cho gia đình cô 60 triệu và cô còn bỏ thêm tiền nhà thêm 25 triệu nữa và đã được một cái căn nhà như mọi người đã thấy ở phía sau. Và ngày hôm nay với sự chứng kiến của bà con hàng xóm, chính quyền địa phương đã làm cái lễ bàn giao nhà. Và cô cảm thấy thế nào khi mà cô được nhận cái lễ bàn giao này? Cảm ơn nhà tài trợ, chú chí mừng dữ lắm, mẹ con mừng dữ lắm. Yeah. Cảm ơn chùa Pháp Dân với chú ở chùa, các chú cô chú với cảm ơn hết. Yeah. Thì cảm ơn. Dạ. Yeah. Cô hiện tại bây giờ được biết là cô đang ở cùng với người con gái của mình. Dạ. Hàng ngày thì cô làm gì để sinh sống ạ? Dạ, như hàng ngày thì mình bán nước mía vậy á, như lấy về cái quán mình bán nước mía vậy á, sống như mà hết như trời nắng á thì mình bán được, còn như trời mưa á là không có bán được, dạ. Là không có uống. Dạ, mỗi ngày thì thu nhập của cô bán từ nước mía là khoảng bao nhiêu tiền? Cũng như hả, nếu mà trời nắng á thì mình bán ly 5.000 ly mà 10.000 thì tính cộng lại chắc cũng mười mấy 20 ly vậy đó. Còn hả, mà với khi mà hả có bữa thì bán mở hàng á, như khi gặp mở hàng bán đắt. Còn có bữa thì bán cũng chậm lắm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Yeah. Thì có lẽ nói rằng thì cái ngôi nhà này thì là một cái có lẽ là một cái gì đó mà cảm thấy rất là vui. Đúng không con? Dạ, có được ngôi nhà này cô cảm thấy rất là vui mừng. Mẹ con vui mừng dữ lắm. Dạ. Yeah. Mừng không biết làm sao mà tặng cho hết á. Yeah. Tại vì hồi đó giờ cũng như ước mơ là hôn á, mình ráng mừng đặng kiếm tiền có cái nhà, nhưng mà mẹ con không có khả năng mà để lo được cái nhà hiện nay. Nhờ chùa Pháp Dân cũng giúp với mấy cô chú ở chùa. Yeah. Giúp giờ có được cái nhà với chú ở ban lãnh đạo ở thị trấn. Giúp giùm cho cái nhà được an trang như mẹ con đó, được có cái nhà ấm che nắng che mưa. Giờ hỗ trợ cho cái nhà che nắng che mưa, giờ mẹ con cũng có được cái nhà ổn định rồi thì giờ
Cảm ơn. Dạ. Yeah. Rồi thì cũng chúc cho cô được nhiều sức khỏe. Dạ, yeah, và cuộc sống của cô sẽ được thay đổi từ khi mà có ngôi nhà mới này. Dạ. Yeah. 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 Vâng, thưa cả nhà, thưa quý vị, ngôi nhà cũ của cô Hoa Liên, mọi người đã thấy cái ngôi nhà mà vừa là ngôi nhà vừa là cái quán luôn. Ban ngày thì cô bán nước và buổi tối thì hai mẹ con ở trong cái căn nhà này. Đó. Thì sau khi làm được cái căn nhà phía trong thì bây giờ cô đã tháo cái dách ở phía sau ra rồi. Đó. Cuộc sống của cô rất là vất vả khi mà hàng ngày đi bán, hàng ngày lại bán nước mía và dành dùng tiền hai mẹ con ở với nhau. Một lần nữa thì cũng cảm ơn chùa Pháp Vân và bà con hàng xóm láng giềng, chính quyền địa phương đã hỗ trợ và làm cho mẹ con của cô Hoa Liên một căn nhà tình thương rất là ý nghĩa. Yeah.